Vâng, và lúc này Thanh Nam muốn mời cô chú các anh chị hãy hướng lên sân khấu và hãy cùng chào đón cặp song ca Lương Lan và Quang Lâm Đỗ với ca khúc Cỏ Úa. Xin mời cô chú tất cả các anh chị các bạn cùng nghe. Thank you.